Đây là quán bánh cuốn Cao Bằng và phở vịt quay Cao Bằng. Vị đặc trưng của người Cao Bằng rất tuyệt vời, tại ngay phố Lê Văn Hưu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quán này do người chủ quán chính là người Cao Bằng tại huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bắc Bó của tỉnh Cao Bằng về đây thực hiện nấu phở, làm bánh cuốn, quay vịt. Ăn phở ở đây rất thơm ngon, phở nhỏ dai, nước dùng ngọt, và đặc biệt là vịt quay rất đúng vị của Hà Quảng, Cao Bằng. Giá cả rất hợp lý, bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.